Thì hôm nay là chúng ta thọ bát quan trai kỳ cuối cùng của năm 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 Quý Mão hả? Quý Mão. Để chuẩn bị mà cũng kỳ đầu tiên của năm 2024. Cho nên chúng ta chuẩn bị sắp qua năm sau rồi. Là thêm một tuổi nữa. Là thấy mình quý vị thấy cuộc đời vô thường không? Mới đó mà giờ một lần là 3-4 tên đặt cầu siêu rồi. Mình thấy rằng đó mới thấy cô ấy đó mà giờ 3 tuần là 2 tuần ha. 2 tuần vô bệnh viện là đi rồi. Cho nên mình thấy, cho nên cái nhắc quý vị ráng tu là vậy đó. Mình nhìn mình tưởng mình khỏe nhưng mà không không chắc đâu. Có một vị hôm qua hôm kia mới 51 tuổi thôi. Hồi đó cái vị đó là người mà chở dùm cái bún mà bên gửi qua đó, chở đi cho một cái chùa kia thôi. Bây giờ cũng cái một phát hiện ra một cái bệnh 51 tuổi đi. Cho nên mình thấy là không riêng 80, 70, 30, 40 cũng đi đầy. Cho nên cuộc đời này nó vốn dĩ sự thật là như vậy. Nhưng mà tại mình không chấp nhận, tại mình không có thấy. Mình nói mình biết vô thường nhưng mà vô thường đến ai cũng sợ. Tại vì mình chưa có tu cho nên mình sợ. Cho nên mình thường xuyên mình cứ cố tu tập. Lỡ vô thường nó tới, nó đi bất cứ lúc nào mình vẫn an lạc, vẫn hoan hỷ. Mà nhất là mình phải đặt cái tư tưởng là không luyến ái. Cái đó mới được. Dù con có việc có thương cỡ nào cũng không làm gì được. Mình đi rồi mình đâu có lo gì được. Con nghiệp mỗi đứa, nó mỗi người. Hoặc chồng vợ có việc cũng vậy thôi. Sợ ông ở lại đi theo người này người khác. Hoặc bà ở lại. Tất cả là không có mang cái gì được hết. Mà mình phải là tu. Cho nên quý vị nào mà ở đây mình tu mà cặp cặp là tốt. Ai cũng tự tu cho mình hết. Không ai tu dùng hết. Cho nên mỗi người mình phải ráng tu tập. Thì cái pháp cú ngày hôm nay mà mình học á, là pháp cú 177. 77 là Đức Phật nói về lúc bấy giờ tại thành Xá Vệ. Thì Đức Phật vua Ba Tư Nặc đó quý vị, mới bày những cái đồ muốn dâng cúng lên Đức Phật. Thì Ngài mới gọi dân chúng tới xem. Tại vì cũng muốn khích lệ cái sự cúng dường của dân chúng. Thì dân chúng thấy vua cúng như vậy á, rất là nhiều thực phẩm, rất là nhiều món ngon vật lạ, nhiều cái thực phẩm. Dân chúng về họ cũng muốn phát tâm hơn vua luôn. Họ về họ hùng lại, họ làm cúng dường hơn vua. Thì vua thấy làm sao? Thấy mình là vua, mình thua dân thì thấy cũng kỳ. Tiếp cúng lần thứ hai hơn dân, và dân thì lại tiếp tục lần thứ tư hơn vua. Và cứ như vậy tới 6 lần. Thì lúc đó vua nằm suy nghĩ, lần thứ 6 là dân cũng cúng dường hơn vua luôn. Thì lúc đó vua mới suy nghĩ á, vua mới nghĩ rằng nằm gác trán suy nghĩ nó, mình là vua mà mình cúng dường mà thua dân chúng thì thấy nó cũng kỳ quá. Cái này với cái tâm nguyện mình học là cái này không phải vì hơn thua, mà vì cái tâm họ muốn hướng về cúng dường Đức Phật, phát tâm cúng dường, muốn khuyến khích mọi người cúng dường, chứ không phải là vua muốn hơn thua cái vấn đề gì về danh vọng. Thì lúc đó vua nằm suy nghĩ mình làm sao để mình cho thấy rằng mình là vua mà mình để mình bố thí cúng dường mà thua dân thì nó kỳ quá. Cho nên hoàng hậu Mặc Lợi phu nhân mới tới hỏi. Thì vua mới nói bây giờ làm cách nào để cúng dường, chứ giờ ta là vua mà dân chúng họ cúng dường rất là dễ sợ, tấm lòng họ hướng về Đức Phật rất là mãnh liệt và họ cúng rất là nhiều mà mình không thể làm được. Thì lúc đó hoàng hậu nói có một cách là có thể vua có thể làm được mà dân họ không làm được. Tức là xây một cái cung điện và đặt 500 con voi bằng màu trắng. Mà 5 con voi trắng đó là dân họ không thể kiếm được. Và cuối cùng mà quý vị biết là 500 con voi đó cầm 500 chiếc lọng để mà che mát cho chư tăng. Thì lúc đó là thiếu một con voi. Vua lại suy nghĩ nó giờ không biết làm sao, thiếu một con thôi, bây giờ kiếm đâu ra một con voi. Thì hoàng hậu mới nói vậy vua, không lẽ hoàng cung mà hết voi. Thì vua nói còn, nhưng mà còn voi dữ không à, giờ làm sao. Thì hoàng hậu mới nói có ngài Anguillimala là ngài vô trạng, nàng vô trạng và ngài vô não đó. Thì lúc đó vua nó có, nó lấy con voi dữ đó để ngay chỗ hầu cho vô não. Thì đúng là quý vị biết khi mà để bên vô não là con voi đó, nó dù nó dữ cỡ nào, nhưng mà với một người dù họ có dữ nhưng mà họ đã tu với một đức từ bi rồi, con voi nó cũng khuất phục và nó đứng im. Thì những cái việc làm và rất là nhiều cung nữ mà dòng sát đế lợi là dòng quý tộc vào trong đó để hầu, để dân cúng Phật và chư tăng.
thì những cái điều này dân chúng không làm được. Và vua lúc bấy giờ vua làm vua rất là hoan hỷ, đang ngồi chờ tại thường Đức Phật mà thọ nhận xong là Đức Phật phải tán thán khen ngợi những cái gì cúng dường nó tương xứng với những cái lời tán thán của Đức Phật. Nhưng mà hôm đó Đức Phật thấy là trong những gì vua cúng dường có hai vị cận thần. Một vị là sanh cái tâm đố kỵ ganh ghét, nói rằng của vua nhiều mà đem ra chi mà cúng các vị tăng nhiều mà không có làm gì hết mà cúng nhiều quá như vậy. Và ông rất là bực bội, ông khó chịu, ông nguyền rủa. Một người cận thần thứ hai thì hoan hỷ rất là vui, nói rằng là đây là một cái của xứng đáng để cúng lên Tam Bảo, cúng lên Phật và chúng tăng. Thì Phật, quý vị biết là Phật quán biết được có hai vị này. Và Phật nói rằng nếu lúc bây giờ mà Phật còn khen ngợi nữa thì cái người mà ganh ghét họ sẽ bức não mà họ chết. Cho nên Phật mới chỉ đọc bốn bài kệ ngắn gọn và nói đơn giản, Phật không có khen ngợi quá cái việc cúng dường của vua Ba Tư Nặc. Thì lúc đó vua cũng thấy buồn, vua mới nói rằng sau kỳ này Đức Phật không có tán dương như những lần trước, ngài đều tán dương tương xứng với những gì mình cúng dường, mà sao lần này Phật không nói gì hết. Và vua Ba Tư Nặc mới buồn, tìm tới gặp Đức Phật hỏi là có lẽ là buồn không phải là mình không được khen ngợi, mà ngài vua buồn, vua nói rằng không lẽ những gì con làm không có phải thành tâm, không có được sự thọ nhận của Đức Phật hay sao mà ngài không có tán dương. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng không phải như vậy, tại vì có một người cận thần họ đang ganh ghét, họ đang đố kỵ, họ đang cái tâm bỏng sẻn họ sanh ra, nếu ta khen quá thì vị sẽ tổn hại cho vị đó, họ sẽ chết, cho nên ta không nỡ làm. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc hỏi đúng ngay cái vị cận thần đó, thì ông nói ông có như vậy. Và Đức Phật mới nói rằng đừng trách vị này. Ngài mới nói cái pháp cú này. Lúc này ngài mới nói cái pháp cú 177, tức là keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Tức là người keo kiệt thì không có được sanh cõi trời, mà người trí thì lại thích bố thí, mà bố thí thì đời sau được hưởng lạc. Thì quý vị thấy tại sao bây giờ có những người mà sanh ra những cái nơi mà nghèo cùng khốn khổ, quý vị thấy đó, vẫn có đầy ở những vùng, ngay cả nhiều khi ngay tại nước Mỹ này mình nói giống như thiên đàng, nhưng mà vẫn có những người lăn lóc ngoài đường, đầu đường xó chợ, không có chỗ ngủ, không có ăn, phải đi xin. Thì cái đó họ không được sanh thiên đó, tuy rất sống trong cõi này nhưng mà họ vẫn khổ như thường. Còn mình dù sao mình vẫn có đầy đủ cơm ăn áo mặc, là mình biết rằng mình có cũng gieo cái nhân bố thí cúng dường mới có phước, cho nên cái công đức bố thí rất là lớn. Nhưng mà cái này Đức Phật nói là chỉ cái niệm tùy hỷ thôi, là cái vị thần kia ổng chỉ sanh cái tâm keo kiệt gian tham, không vui vì cái việc làm của vua, ổng tiếc của. May là Đức vua cũng nói rằng may là của ta, của đó là của ta, của hoàng hậu, của thái tử hỗ trợ, của riêng cá nhân ta đem đi cúng dường Đức Phật mà ngươi cũng tiếc của nữa. Thì vị này đương nhiên là vì cái nghiệp quả này cho nên cũng bị gặp nghiệp quả xấu. Thì cho nên cái bài này Đức Phật cũng đã từng nhắc mình, đã dạy mình nhiều cái bài kinh rồi. Tức là nhiều khi nhiều vị nói con nghèo lấy gì bố thí đó, thì mình hiểu rồi, mình chỉ cần hoan hỷ thôi, thấy người khác làm mình vui thôi, thấy người khác bố thí cúng dường mình vui với việc làm của họ là mình thấy là công đức rất là lớn rồi. Cho nên trong kinh Phạm Võng quý vị, ngài dạy một câu rất là hay: nếu các vị quốc vương hay bà la môn nào mà thấy những người bố thí thuốc thang này, ăn uống áo mền khiến cho họ được an ủi tu phước như thế, không thể nghĩ bàn. Tức là mình bố thí những cái gì mà người ta cần thiết, mà Đức Phật đưa ra 5 điều. Quý vị thấy ở cái chỗ này, tức là mình phải biết bố thí đúng thì phước rất là lớn, nhưng mà bố thí không đúng là phước không lớn. Thứ nhất, 5 điều mà bố thí đúng. Thứ nhất là bố thí cho người từ xa tới. Mình thấy người ta ở xa tới đây, người ta không có người quen, mình giúp đỡ, mình đưa đón, mình tiếp đãi, mình giúp cho họ, thì cái đó bố thí đúng thời điểm, thì cái đó phước đức nó lớn. Cái thứ hai, bố thí cho người sắp đi xa. Thì sắp đi xa không có nghĩa là quý vị phải có tiền của, có không có, mình giúp phương tiện, giúp cho người ta đi xa đi đâu đó.
Nhưng mà có giống như có trường hợp, cho nên quý vị thử để ý coi mình nên làm hay không. Có ông sư đang tụng kinh, thì có một người nghe tiếng gọi một người phụ nữ mà ở bên ngoài hiên á, là sắp sinh con mà bị ngất, mà sắp sinh con, lúc đó cần người giúp. Lúc đó người thầy bỏ tụng kinh chạy ra giúp. Thì có một số vị nói như vậy là bất tịnh, là không thanh tịnh, đang tu tập mà tại sao đi làm cái chuyện đó. Thì theo quý vị thấy cái nào, thấy cái người ta nói đúng hay là thầy làm đúng? Thầy làm đúng là đúng. Nhưng mà có nhiều vị không không muốn như vậy. Nó tu là phải tu, phải ngồi tụng kinh, phải cho trọn vẹn thời kinh, không thôi là có lỗi với Phật. Thưa quý vị, Đức Phật dạy mình ngồi tụng kinh để gì? Để mình, một là mình tâm mình không tạp niệm, giữ mình chánh niệm. Hai là gì? Để học lời Phật, để gột rửa thân tâm mình, để thức tỉnh mình, mà để lợi lạc cho mình, cho người, cho tu tập. Chứ còn nếu mình chỉ ngồi gõ tụng kinh không á, mà mình không lợi lạc cho đạo, cho đời, thì cái tụng đó nó cũng vô nghĩa. Chúng ta chỉ tụng không à, mà tham sân si không bỏ. Mà lúc đó cái từ bi là cái gì? Cái chỗ đó đó, cứu người giúp người, đó cũng là chánh niệm, tức là mình làm đúng thời điểm, đúng lúc. Giống như người ta cần, nói hôm nay cần, chẳng hạn đi, nói quý vị cần đi để thăm người mẹ một chỗ khác đi, mà cần ra sân bay, quý vị nói không, cái giờ 7 giờ tôi phải tụng kinh. Tụng kinh không cách nào đưa được, tụng kinh chứ không thôi là có lỗi với Phật, tụng quen rồi. Quý vị thấy như vậy là có lợi lạc không? Nó mới sai. Tại vì thay vì một thời tụng kinh, mình làm ứng dụng người ta đang cần mà. Người ta đang cần đưa họ ra sân bay, ra xe đò, xe gì đó, để mình giúp họ đi về, về gặp mẹ họ, giúp một cái việc tốt, thì cái việc đó nó lợi lạc hơn. Mình có thể nghỉ một buổi tụng kinh cũng không sao. Nhưng mà nhiều vị nghĩ khác. Nhiều vị thì lại quan niệm là phải tu, phải sám hối mới hết nghiệp. Còn những cái việc đó, cái việc không đúng. Nhưng mà thật ra mình hiểu cái đó là sai. Cho nên Đức Phật mới dạy đó quý vị, là chúng ta phải làm đúng thời đó, cho người từ xa tới. Thứ hai, giúp bố thí, giúp đỡ cho người chuẩn bị đi xa là một cái phước. Chứ đâu phải là mình cầm tiền mình cho, hoặc là mình làm, nếu mình cho không đúng thời điểm, không đúng lúc, thì cái phước nó cũng không không đủ, không có nhiều. Ví dụ người ta không đói mà quý vị cứ nói ăn đi ăn đi, quý vị ráng cho người ta ăn, thì phước nó không nhiều. Nhưng mà mình cho đúng cái người, gọi là Đức Phật nói này, cho kẻ tật bệnh, cho người lúc đói kém, cái này là trong kinh Trung A Hàm nghe quý vị. Đức Phật nói rất rõ những điều: thứ nhất, cho kẻ từ xa tới; thứ hai, cho người sắp đi xa; thứ ba, cho người kẻ tật bệnh; thứ tư, cho người đói kém, họ đang tật bệnh mà quý vị bố thí cho họ, họ chữa bệnh, cái đó là phước báo lớn. Tại vì đúng thời đúng lúc người ta cần, đúng thời điểm, những cái gì người ta đang cần mình bố thí cúng dường, thì cái đó đúng thời điểm, phước báo lớn. Chứ còn nhiều khi mình nói mình chỉ cho, mà mình nói rằng là tôi khi nào tôi muốn tôi mới cho. Cho nên nói rằng có, hoặc nhiều vị nói bây giờ tôi còn nghèo quá, tôi chưa đủ khả năng, tôi chưa cho. Chờ đi, chờ để dành đó, khi nào có mới cho. Thì như câu chuyện trong kinh Bát Dụ, câu chuyện người để dành bò. Tức là cái nhà đình này có nuôi bò, thì có con bò sữa rất là nhiều. Và họ sắp, nghe nói là sắp có sự cúng dường. Thì ông mới đem con bò đi nhốt, con bò sữa đem đi nhốt. Ông nói rằng chờ, chờ tới khi mà cúng dường mà đem ra, chứ bây giờ mình để mình vắt sữa là hết. Thì ông đem đi cất, con bò đó cất trong chuồng đó. Cái thời gian khi mà tới lúc cúng dường thì đem con bò ra vắt sữa thì không còn nữa, nó khô hết rồi. Là trong kinh nó để dẫn dụ cái chuyện gì? Tức là giống như mình bố thí cúng dường làm phước tu tập. Quý vị nói tôi còn khỏe chưa tu đâu, chờ khi nào bệnh rồi tu, hoặc là chờ khi nào có tiền nhiều rồi bố thí, đâu nhất thiết. Thì giống như dẫn dụ trong kinh Bát Dụ đó, là như người có bò sữa mà đem đi bò đi nhốt vậy đó. Tới khi mình cần nó khô rồi, thì tới khi mình cần tu cái mình bệnh, mình nằm chỗ mà đâu có tu nổi nữa. Lúc đó mà niệm Phật tới, quý vị nó niệm nói cái gì nhức đầu quá, quý vị đâu có tu nổi nữa. Hoặc là quý vị chờ tới lúc cúng dường bố thí, thì lúc đó tiền của mình nó hết rồi, không có nữa. Cho nên mình bố thí cúng dường nhiều cách để mình làm. Cho nên không phải là chờ tới khi mà gặp gặp cái chuyện gì mình mới tu, mình mới bố thí, thì cái phước lúc đó nhiều khi nó không có để có cơ hội để cho mình làm phước nữa. Có một vị hỏi vua, Phật hỏi vua Ba Tư Nặc,
bốn hướng. Nếu ở bốn hướng có một cái bốn núi đó nó sắp sập thì lúc đó ông phải làm sao? Với quý vị phải làm sao? Tức là bốn hướng của một cái đất nước mình, bốn ngọn núi lớn ở nằm bốn hướng, nó sắp sập và đổ xuống, giống như ta nói là sắp động đất, sắp sóng thần, sắp tai nạn chiến tranh, sắp hỏa hoạn, nói chung là những cái nạn lớn nó sắp đến, thì ông phải làm sao? Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc. Theo quý vị trả lời sao? Tức là cái cách mà không khó, không cách nào thoát được, tức là cái khi cái nghiệp quả nó tới rồi mình không thoát được thì mình phải làm sao? Đây, cái quý vị trả lời đúng. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói rằng nếu có bốn núi hướng đến thì sẽ hại dân, thì nhà vua có cách nào? Thì đức ông vua nói rất là hay, không có nơi nào để lánh nạn nữa, thì lúc đó con chỉ hướng cho dân chúng là tu trì giới và bố thí. Trả lời rất là hay và Đức Phật khen ngợi. Thì lúc đó gì? Mình niệm giữ giới, tức là mình thay vì mọi người lúc đó tranh giành sự sống, chà đạp chém giết lẫn nhau, thì mình phá giới rồi. Thì lúc đó mình giữ giới là bằng cách gì? Niệm Phật, trì chú, tụng kinh, lại Phật và bố thí. Tức là mình giúp đỡ những cái phương, những người nào cần thiết mình giúp, những cái việc nào cần thiết mình giúp. Thì cái đó là quý vị cho đúng lúc, đúng thời là phước báo nó lớn. Ví dụ nói chùa hôm nay cần tới dọn dẹp, quý vị nói không, 7 giờ mất tu rồi, hồi 6 giờ mất tu rồi không đi. Thì quý vị thấy cái đó nó uổng. Tại vì cái lúc gì chùa hoặc là xã hội đang cần mà quý vị cứ nói là cái đó là lợi lạc, mình tu cho cá nhân mình không, thì cái đó cái phước báo nó đâu có lớn. Cho nên cái này cũng vậy, khi mà cái nghiệp quả nó tới rồi là quý vị không cách nào trốn được. Quý vị chỉ có cách là gì? Tu tập và bố thí. Vua cũng không quên cái nói là phải bố thí nữa. Bố thí nữa. Cho nên cái bố thí trong vua nói rất, và Đức Phật đề cập rất là nhiều, và trong kinh điển nói rất nhiều quý vị. Tức là nếu chúng ta bố thí mà không đúng, tức là gọi là những cái vật đó không thanh tịnh. Thứ nhất á, là trước khi đó mình nghĩ mình sẽ bố thí rất nhiều, nhưng mà tới khi mình cho cái mình tiếc, cái mình rút lại. Thay vì mình nói mình nghĩ mình cho cúng 100 đồng, cái tới khi cho cái mình hơi tiếc tiếc, cái mình rút lại mình cúng 50 thôi. Thì cái đó gọi là Phật thí không thanh tịnh. Mình đã phát tâm, ví dụ mình đã phát nguyện, mình khởi là mình nguyện bố thí 100, thì mình bố thí trọn vẹn. Thì cái đó là mình chặn được cái tâm sân tham. Rồi cái thứ hai là khi mình đem những cái vật mà xấu, những cái vật không tốt mình bố thí cho người, còn những cái tốt mình để dành cho mình, thì cái đó cũng gọi là vật thí không thanh tịnh. Tuy mình có thí nhưng mà không thanh tịnh. Và cái thứ ba, có nhiều người đã từng như vậy, cho xong rồi về nằm tiếc. Giúp đỡ, mình giúp cho người đó xong, mình cho xong, cái về mình cứ tiếc hoài, mình ngủ không được. Mình cứ nói rằng biết cái đó mình để cho chồng cho con mình xài, mình để cái đó cho gia đình mình, hoặc để mình tự nhiên nó uổng là mình đã cúng dường bố thí rồi, mà tự nhiên không khéo cái mình gì, mình mất phước. Cho nên là những cái vấn đề bố thí nó tu tập nó rất là tế nhị và có nhiều điều lắm. Và đặc biệt cái sự hoan hỷ như cái kinh này nói, cái việc cẩn thận, cái việc hoan hỷ rất quan trọng. Tức là tùy hỷ thí đó, rất là cần thiết. Thời Đức Phật có nói một cái tích truyện rất là hay, là có một vị tỳ kheo này đi xuất gia quý vị, đi khất thực mấy cũng có đồ ăn, đi theo ngài Xá Lợi Phất, đi khất thực không ai cúng, không ai cho, dù đi xuất gia tu tập rồi không ai cúng hết. Thì lúc đó thì hỏi các tỳ kheo mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói do tiền kiếp vị này lúc bấy giờ người mẹ bố thí chén cơm cho một vị gọi là Bích Chi Phật. Thì người con trai á, vị này lúc bấy giờ là người con trai, vị tỳ kheo này kiếp trước đó là một vị con trai của bà mẹ, ngăn cản, chẳng những cản mẹ mình không cho bố thí mà còn giật cái chén cơm đó đổ xuống đất chà đạp, và ý nói rằng là mắc nhiều phải làm những cái chuyện đó và bị cái quả báo đó. Cho nên quý vị biết là kiếp này đang tu tập nha, nhưng mà cái quả cũng trả chưa hết, đã bị đọa lạc rồi, nhưng mà là người xuất gia rồi nhưng mà vẫn bị cái quả nghiệp đó, tức là xin không ai cho.
Bữa nào cho nên quý vị thử mình đi khất thực, mình đi xin mà thấy có người hoan hỷ cho thì tức là mình thấy rằng mình cũng đã từng gieo duyên bố thí. Còn nếu rằng mình mở miệng mà không ai hưởng ứng, không ấy là mình biết rằng mình đã từng sang tham keo kiệt. Cho nên cái này là rất 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 là nguy hiểm. Mỗi người chúng ta mình phải biết là mình phải hướng về con đường tu tập. Cá nhân mình ít có để ý lắm. Cho nên có một lần Đức Phật phải Đức Phật, nhưng mà một vị giống như ngài Khổng Tử đó, hỏi một vị cận thần, một vị vua nhưng mà là học trò của mình, hỏi ông là nếu ông là gửi vợ con cho một người bạn ở nhà chăm sóc để ông đi công việc xa, khi ông trở về người ta bỏ vợ con ông đói thì ông phải xử sự sao? Thì vua nói liền chém đầu, trả lời rất là nhanh. Rồi trường hợp thứ hai hỏi rằng nếu mà có một vị cận thần mà họ sang tham, họ lợi dụng cái của công làm của tư thì ông phải làm sao? Thì vua nói là cắt chức, trả lời rất nhanh. Thì lúc đó hỏi tiếp, vậy thì nếu những người làm vua mà không thương dân, mà để hại tổn hại dân chúng, để làm khổ cho dân chúng thì phải làm sao? Lúc đó vua nín, vua không biết đường trả lời. Tức là khi mà đụng tới cái bản ngã mình rồi, mình khó khó xử sự lắm. Thì với quý vị thì sao? Ví dụ người ta hỏi vậy thì mình phải làm sao? Mình hỏi người khác mình trả lời rất là nhanh đúng không? Là mình trả lời được liền. Người đó làm ác thì sẽ bị gì, nhưng mà tới hỏi tới mình thì mình trả lời không được. Tại vì cái ngã nó chặn mình. Cho nên nếu chúng ta biết rằng, mình nghĩ rằng mình chỉ hiểu một câu, nếu người biết tu tập họ sẽ nói, quý vị thử nói sao? Nếu mình không xử được mình thì ai xử mình được? Vua không xử được mình thì ai xử quý vị? Là nhân quả. Nhân quả. Ví dụ lúc bây giờ vua là vua có thể chối được tội lỗi, nhưng mà nhân quả nghiệp báo nó sẽ đến thôi. Nó cũng sẽ tạo đến cho mình. Cho nên mỗi người chúng ta cố gắng quý vị, mình làm được vì gì mà đặc biệt là trong đạo Phật chúng ta, mình phải hiểu là Phật pháp nó phải hiện thực trong cuộc sống. Cho quý vị đừng, mình tu tập vẫn tốt, đương nhiên mình cần niệm Phật, trì chú, đọc kinh, vẫn cúng kiến, vẫn lễ lại, vẫn tu tập để gì? Để cột bớt cái tâm vọng tưởng của mình. Nhưng khi những lúc xã hội cần, con người cần, chùa cần, nói chung những cái gì mà lợi lạc cho cá nhân khác, mình làm được trong khả năng mình cố gắng, mình hy sinh, mình làm, tự nhiên cái phước nó dần dần, quý vị tích từ từ nó tăng trưởng lên. Đó là mình giảm bớt cái tâm gì quý vị, sang tham keo kiệt của mình, tâm ích kỷ của mình đó. Chứ còn nhiều vị mà nói gì lợi lạc cho cá nhân mới làm, hoặc là có lợi gì mới làm, không có không làm. Thì cái đó quý vị có phước mà phước nhỏ nhoi thôi, không có lớn. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì bài này không? Câu Pháp Cú 177 quý vị, là keo kiệt không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Tại cái này là hưởng lạc đời sau. Quý vị bố thí cúng dường, quý vị làm việc phước thiện là quý vị lưỡng lạc cả đời này và đời sau. Còn quý vị cứ nghĩ rằng của ăn không đủ, con cái chưa lo hết, lấy gì bố thí thì quý vị không có tạo phước, thì kiếp sau mình không có. Mà bố thí có nhiều cách, lúc trước có giải thích quý vị rồi đó. Tạo cầu đường nè, tạo thuyền bè nè, cho thuốc men nè, nhiều cách để mình bố thí. Mà như Đức Phật có trong kinh điển, nhà Phật cũng nói rất là nhiều. Nếu chúng ta, ví dụ nhiều người họ đem bố thí rất nhiều, nhưng mà ở nhà để vợ con khổ đau, gia đình khổ đau cũng không được. Cái đó là mình bất nghĩa. Nhưng có những người họ chỉ giàu có, họ đem của cải, họ đi bố thí rất nhiều, họ được tiếng khen, họ được tán thưởng rất nhiều, thì chỉ bố thí mà không có tu tập, không có hân tập trí tuệ thì kiếp sau là gì quý vị? Giàu có nhưng mà gì? Ngu dốt. Thì quý vị chọn, muốn chọn cái đó không? Ngu dốt là coi chừng cũng nguy hiểm. Nhưng mà vừa người biết khôn, vừa có tu tập, diệt trừ tham sân si, tu tập để diệt bản ngã, để mà tu tập cho cá nhân mình, mà vừa bố thí tùy theo năng lực. Quý vị có tiền bố thí tiền, không có tiền công quả, bố thí bằng sức khỏe, cũng bằng sức của mình,
bố thí bằng những cái gì mình làm được trong khả năng. Cái đó mình làm bố thí mọi cách, phương tiện, tùy cái khả năng của mình. Thì cái đó quý vị vừa tu vừa bố thí nữa là quý vị được cả hai, là có trí tuệ mà được giàu có. Còn nhiều vị nói thôi tôi chỉ học thôi, tôi không học, ráng tu rồi còn ai kêu tới bố thí một đồng cũng không bỏ ra. Vẫn có đó quý vị, không bao giờ dám bỏ ra. Nhưng mà tu làm việc, tu thì tu thì siêng, nhưng mà tiền của không dám trích một đồng để bỏ. Thì kiếp sau người đó vẫn có trí tuệ. Có nhiều người thông minh, có nhiều người học giỏi lắm mà nghèo vẫn nghèo. Nhiều người quý vị thấy có không? Vẫn có. Họ làm, họ rất là giỏi, học tới đâu cũng đỗ đạt cao hết, nhưng mà nghèo, làm đâu cũng thất, nghèo lắm, không có giàu được. Tại vì họ không có gieo nhân bố thí. Cho nên ví dụ trong cái bài pháp cú này, nếu quý vị còn một cách nữa, tức là tùy hỷ thí đó, tức là mình không có khả năng bố thí, thì mình cứ vui, mình tán dương, mình khuyến khích người ta bố thí, mình cũng được công đức. Rồi quý vị còn thắc mắc không? Hết ha. Cái đó là hồi nãy mình mới học cái Đức Phật dạy trong kinh đó quý vị, mới học xong đó. Nếu bố thí đúng thời điểm là công đức lớn. Thứ nhất là hồi nãy cái gì đó, cho người đi xa tới. Cái này là Ngài nói nhưng mà nó gồm nhiều mặt trong cuộc sống, nhưng mà đúc kết nó nằm chung trong đó. Thứ hai, cho người sắp đi xa, cho người bệnh tật, cho người đau yếu, cho người nghèo khó đang đói. Thì các chùa cũng vậy. Thì nếu họ giàu thì họ đâu đi kêu gọi chi. Thì ví dụ để quý vị gieo duyên vô nhà giàu, mới mốt mình còn được giàu nữa sao? Quý vị cứ nói đi kiếm chùa nghèo thôi, còn chùa đó giàu không bố thí, riết cái chùa đó sẽ gì, cũng sẽ nghèo xuống. Cho nên nếu quý vị gặp đúng thời điểm, quý vị đang tới cái chùa giàu lễ Phật mà lúc đó đang cần, thì mình cứ bố thí đúng thời điểm, thì cái công đức nó sẽ có thôi. Chứ còn quý vị nói chờ đi chùa giàu mới có đức, có phước đức hơn là không phải. Tức là mình còn bố thí phân biệt, mình còn tính toán. Cho nên khi mà cho nên nói quý vị là khi tâm mình khởi lên, mình cứ làm, mình đừng phân biệt giàu nghèo, đừng phân biệt là người ta cầm đồng tiền đi làm gì, sẽ đi ăn chơi. Thì cái chuyện đó nếu họ làm sai thì sẽ nhân quả nghiệp báo thôi. Còn nếu tâm mình đang khởi lên, mình cứ làm, lúc đó chỗ đó đang cần kêu gọi, thì nếu đúng thời điểm mà tâm mình, nếu tâm mình không phát thì không thôi, nhưng mà mình phát khởi thì mình cứ làm, đừng phân biệt giàu nghèo. Nếu cần là mình cứ làm. Thì cái đó là bố thí mà không thanh tịnh. Tức là không thanh tịnh thì đương nhiên cái phước nó không lớn. Tức là cũng bố thí, nhưng mà mình lựa cái ngon mà để cho mình, còn cái dở mình đem đi bố thí. Thì đương nhiên vẫn có phước đâu, mà cái phước nó gọi là cái vật thí không thanh tịnh, thì cái phước nó cũng nó chỉ nhỏ thôi. Hoặc là nhiều vị đó là nói giống cho rồi tiếc, hoặc là hứa nhiều mà cho lại tới lúc cho tiếc cái cho ít. Nhiều cái trường hợp như vậy. Thì cái nghiệp, cho nên nhiều vị nói ủa sao tôi với cô này cũng bố thí như vậy mà cái nghiệp quả nó khác nhau, là tại vì do cái tâm nữa, cái tâm mình như thế nào nữa. Thảo hỏi gì? Chưa hiểu cái ý như thế. Ví dụ như là người ta kêu gọi cúng dường, mà ví dụ như là mình bỏ ra 100,
Nhưng mà mình nói với người khác, người ta hỏi mày cúng dường, nhưng mà mình biết người đó không có đủ khả năng, theo vì đó mình sợ mình nói ra người ta không có theo nổi và người ta buồn hay gì đó. Mình nói cúng dường có 20, 30 thôi thì mình có mang tội hay vô. Cái đó thì thưa quý vị là tức là mình nói để gì cho người ta khởi tâm thì không sao. Tức là biết người đó không có khả năng, lỡ mình nói ra mình cúng 100 thì người ta ngại. Cho nên mình nói cúng 100 mà mình nói cúng ít lại thì cái đó không sao, để gì để tốt cho người ta chứ không phải hại. Khi nào mà mình nói để hại người ta. Còn cái gì mình biết người đó sẽ ngại, mình cúng nhiều quá người ta biết người ta ngại thì mình giấu lại thì không sao. Thì đúng, thì nếu mà hay hơn thì mình cũng có thể giải thích, tại vì có thể là mấy vị chưa giải thích được thì quý vị nói không sao, ít nhiều gì không quan trọng đâu. Có những lý do không giải thích được thì thôi không sao. Mình không nói được á thì mình có thể mình nói không sao, thì tùy lòng của mình, ít nhiều không quan trọng, mà quan trọng là tấm lòng của mình thôi. Cho nên đừng có ngại là người này cúng nhiều, mình cúng ít cái mình ngại. Có nhiều Phật tử vậy đó, cái sợ ngại rồi cứ giấu á. Thì nó cũng, cho nên quý vị cứ, mình cứ giải thích mà nó không có gì phải ngại hết. Cái chuyện bố thí cúng dường không có gì ngại. Tùy khả năng của mình và tùy năng lực của mình. Mình miễn cái tấm lòng mình chân thành là được. Nhiều khi một người bỏ ra 100 mà cái lòng cầu danh thì cũng không bằng cái phước người bỏ ra 20, ví dụ vậy đó. Quan trọng là mỗi người chúng ta phải có một cái tâm thành kính và cái tâm tha thiết bố thí cúng dường. Cái tâm đó như thế nào thì cái phước nó dựa vào cái tâm của mình đó. Cho nên cứ giải thích cho mọi người hiểu thì nó dễ hơn. Ví dụ có thể tùy phương tiện mình chưa nói được, nhưng mà từ từ họ hiểu rồi á, mình giải thích cho họ nghe để họ hiểu. Tùy cái tâm chứ không phải tùy cái bậc. Bố thí là tùy tâm. Con nghe mấy sư nói là tư tiền, tư hiện với tư hậu. Trước khi mình bố thí mình hoan hỷ, trong lúc mình bố thí mình hoan hỷ và sau khi bố thí cũng hoan hỷ đó. Là trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí đều là hoan hỷ. Thì cái vật thí đó thật sự thanh tịnh và cái phước báo nó lớn. Còn hồi nãy như nói quý vị đó, là mình cho rồi mình tiếc hoặc là mình muốn này kia mình hối tiếc, thì nó chỉ mất bớt cái phước mình. Cái tâm mình lúc đó, cái tâm keo kiệt nó nổi lên đó, cái tâm sang tham nổi lên đó, thì lúc đó mình phải chặn nó, mình phải để diệt cái tâm đó. Mà người mà không có cái đó thì quả báo, mình còn con người cho nên mình cũng muốn cầu sanh thiên, cầu được sung sướng. Mình thành Phật thì chưa nổi, thì ít ra mình cũng được sanh cõi sướng để mình tu tập nó dễ hơn. Còn nhiều khi khổ quá, cứ lo cơm ăn áo mặc không, mình đâu có giờ. Nhiều vị nó khổ quá, cơm chưa đủ ăn sao tu. Nhiều vị như vậy đó quý vị. Cho nên ít ra mình cũng còn được có thời gian để đi tu tập, là mình biết mình có phước rồi. Nhưng mà có nhiều người có phước mà không chịu hưởng. Tức là không chịu tu, cứ đi hưởng không à. Tức là sai phước. Thay vì cuối tuần nghỉ đi tu tập, thì nhiều vị nói trong tuần làm cực rồi cuối tuần hưởng. Cái đó là gì? Hưởng phước. Mình hưởng thì hết thôi, giống như quý vị xài tiền cũng hết. Cho nên mình sắp xếp mình có một giờ để mình tu, để mình bồi bổ cái phước đó. Mình tăng trưởng, mình huân tập phước nhiều hơn, huân tập những cái hạt giống lành để cho cuộc đời mình mới tốt. Chứ còn tạo đồng tiền là chỉ tạo để nuôi cái thân mình thôi. Mà nuôi thân này quý vị thấy rồi cũng chết, đâu có đem theo được đâu. Không đem theo được. Cho nên đem theo được là cái phước báo nghiệp quả của mình. Cái đó hẳn nhiên là như vậy. Dù mình không chấp nhận cũng phải như vậy. Rồi quý vị nghĩ ha.